想吃了。Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Em đến trễ. Xin lỗi cô. Em mặc đồ ngủ sao? Em xin lỗi. Mở tập của em ra nào. Em để quên tập ở nhà rồi. Cảm ơn nha. Không có gì. Đến giờ ăn trưa rồi. Yeah! Em đã quên cơm trưa rồi. Cảm ơn nha. Tạm biệt. Tạm biệt. Chú má, anh cần phải gọn gàng hơn đó. Em sẽ chỉ anh. Nhìn đi, làm nó vào buổi chiều. Đeo ba lô của bạn. Chuẩn bị đồng phục ở trường. Chỉnh báo thức. Đi ngủ sớm. Được thôi. Làm tốt lắm. Làm nó vào buổi sáng. Chải răng. Ăn sáng. Thay đồ. Đem hộp cơm trưa. Được thôi. Làm tốt lắm. Tuyệt vời lắm luôn. Hoàn hảo. Các bạn có làm mọi thứ đúng giờ không? Yeah!